Nó là nồng tới từ 38, em bao từ 38 cho lên nè. Nhưng mà em nghe cái tiếng nó chắc có thể là trên 40. Nó sử dụng được một cái ổ cước Nhật Bản. Mình giật ha. Con này chắc em nghĩ nồng chắc trên 40. Rồi, mấy cái cỡ mình kẹt xin kính chào anh em ha. Thì lời nói đầu tiên em xin chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ máy cắt cỏ Minh Kiệt rất là nhiều. Cảm ơn cô chú đã dành tình cảm tới Minh Kiệt hay cô chú. Thì tiếp tục thì hôm nay em lại về những con máy mà nói là có một con máy siêu khủng giao lưu với cô chú. Và tiếp tục em lại về những con máy giá tầm trung cho cô chú xài ha. Bên em là chuyên hàng Nhật Bản nha cô chú. Đây thì cửa hàng em rất là nhiều máy. Nhưng mà giờ này thì em quay hơi trễ quá, nên em lựa những con máy ok em giao lưu với cô chú. Còn cô chú nào mà chưa từng sử dụng máy cắt cỏ, hoặc là có xài rồi nhưng mà không biết thương hiệu nào im, hoặc là thương hiệu nào tiết kiệm xăng, thì cô chú cứ nhờ em đi. Alo Kiệt ơi, lựa cho chú một con máy là em sẽ lựa cho cô chú một con máy thật là ok luôn. Cứ alo cho em số điện thoại 0944 757 757 hay cô chú. Số đó em có xài Zalo luôn cho cô chú. Cô chú cứ alo đi, nói Kiệt ơi lựa máy là em sẽ lựa một con đẳng cấp cho cô chú. Thì hình thức bán máy bên em là em bao ship tận nhà nè. Tới nơi thì cô chú được quyền kiểm tra hàng. Tới nơi thì khui thùng ga đổ xăng vô, kêu shipper ngồi đó đợi cô chú test máy ngon lành hết trơn rồi mới nhận hàng nghe cô chú. Thì bên em tiêu chí bên em bán hàng là không nhận cọc trước. Đó, cô chú cứ kêu em lựa máy thoải mái đi. Tại vì em không nhận cọc trước nên em làm rất là đàng hoàng cho cô chú. Chứ làm lựa máy, kêu lựa máy mà lựa một con máy xấu quắc, tới nơi cô chú kiểm tra hàng không nhận thì em lỗ nè, tiền vận chuyển nè, tại vì em bao ship nè, lỗ tiền đóng gói nè, lỗ tiền nhân viên, lỗ tiền đủ thứ hết trơn. Nên cô chú cứ an tâm ha, bên cửa hàng em làm rất là chuẩn cho cô chú luôn. Rồi thì trước khi vô bán máy thì em có giới thiệu những món quà tặng bên em. Đó, em có bao ship tới nhà nè, tặng đủ đồ nè, tặng một cái chắn cỏ nè cô chú. Một sợi dây đeo nè cô chú. Đó, sợi dây đeo khi mà cô chú cắt cỏ thì mang lên dây bằng cọng này ha. Là hai món nè, một cây tiếp mở bugi, ở cây lục giác nó lộn. Đó là ba món nè, tiếp mở bugi thì có đầu này có mở lưỡi được luôn. Đó, xịn sò ha cô chú. Mở bugi nè, mở covid nè, tháo lưỡi nè. Là bốn món nè. Một ổ dây cước là năm món nè. Em xỏ dây đầy hết em mới tặng ha cô chú. Đó, mấy cô nữ với mấy cô chú lớn tuổi. Chốt, lấy này đi, cắt rất là an toàn nè. Đó, này là em tặng hết nha cô chú. Lưỡi này là em tặng lưỡi xịn luôn cho cô chú ha. Là 6 món lúc nào cũng có đi kèm. Rồi, thì một chai nhớt Mê Công Lốt 2 thì. Này em bán 100 ngàn cho cô chú nè. Đó, nhớt là đạt chuẩn Hoa Kỳ đàng hoàng ha. Đây, sự chuyên sử dụng cho máy cắt cỏ, máy thổi lá, máy cưa đâu đó cô chú. 100 ngàn. Này, Ronaldo chuyên cắt cỏ, máy cưa nè, xe máy luôn. Đó, USA hay cô chú, đạt chuẩn Hoa Kỳ. Ronaldo dầu nhớt pha xăng 60 ngàn. Đó cô chú, 1 lít xăng lường 4 nắp này. Còn cái này là có cái cống lường, 1 lít xăng cô chú lường vô 80ml nhớt nha. Đó, 100 ngàn. Rồi, vô bán máy cô chú ơi. Thì hôm nay tiếp tục là em lên cái lô lô H nha cô chú. Này là em lên lô H nha. Thì hôm nay là con máy đầu tiên, lúc nào em cũng giảm giá nhưng mà bữa nay lấy con máy bự nồng lớn lên giảm giá cho cô chú nè. Tại bữa nay bán máy nồng lớn nha. Cô chú nào muốn xài dòng máy nào cứ alo đi, em lựa cho. Rồi, con máy đầu tiên đến từ thương hiệu Echo. Echo bình xăng Wambago tiết kiệm xăng. Đó, Echo GT260 ha, là nồng 34 ly nha cô chú, đạt chuẩn luôn. Ga bóp xịn sò. Đây, cây cần xịn ha. Nè, có cái ổ cước Nhật dính trong đây luôn nè. Mình Nhật về có dính đây tặng luôn. Chẳng có ghim. Rồi, ga bóp xịn sò. Con này ghim 100% ha. Rồi, trước khi mà cô chú nhận máy đó, thì nhớt xăng là em đã đổ ra hết rồi. Cô chú xăng pha nhớt đổ vô bình này. Đổ vô bình này, thì cái bình xăng con nằm trên, bình xăng dưới nằm, bình xăng bự nằm dưới, cô chú phải thao tác bơm xăng nó lên. Bơm xăng bằng cách là mình sẽ bóp vú. Đó, đè xuống bóp vú nó, xe nắm vú nó cho giữ vô. Lên ra, giật một cái. Đó.
Rồi em quên bật e lên cô chú ơi, bật e lên rồi mình hãy giật nghe. Hồi nãy em quên chỉ cho cô chú nè, hướng dẫn cho cô chú nè, bơm xăng nè, bật e lên nè, bóp ga nè, rồi mình mới giật một cái. Đó, giật một cái cho nổ gì rồi mình hạ e xuống nè. Đó, thao tác của mình là giật hai lần nghe cô chú. Đó, 26 cc nồng 34 ly. Đó, rất là chuẩn nha. Rồi, tắt công tắc trên đây. Đó, công tắc nằm trên đây nè. À, cô chú nào mà nhà cô chú nào mà có nuôi chừng 50 bò với 50 con đất thì chốt con này ha. Rồi thì con máy nào cũng cũng vậy. Lô nào cũng vậy, lên lô đầu tiên là em sẽ giảm giá cho cô chú nè. Lô này là lô H ha. H1. Nhớ giùm nói giùm em H1 của tháng 1 nghe cô chú. H1 của tháng 1 giao lưu với cô chú giá 1.6 triệu rồi. Đó, thường thường là cô chú nào có theo dõi kênh em biết. Thường thường con này là em sẽ bán từ 1.9 triệu tới 2 triệu. Nhưng mà con máy đầu tiên lúc nào em cũng vậy, giảm siêu giảm giá cho cô chú. Cũng như là hình thức bán máy mình là đầu xuôi đuôi lọt đó. Bán hàng của mình ai cũng vậy, đầu xuôi đuôi lọt đó. Đó, nên giảm giá, siêu giảm giá gì cho cô chú đó. Máy thì còn ngoại hình còn đẹp lắm nghe cô chú. Rồi, kế tiếp là đến từ thương hiệu Magu Yama. Đó, con này là Magu đầu vuông nghe cô chú. À, Magu Yama 20cc nòng 30 ly, đầu vuông ha. Tum gời luôn nghe cô chú. Đó, đầu vuông tum gời. Con này là chạy siêu bốc luôn. Tay lái ghim nè, cần ghim nè. Chắn cỏ nó là bằng chắn cỏ bằng sắt luôn nha cô chú. Ủa bằng sắt hay bằng mũ vậy ta? Ủa bằng nhựa cô chú ơi, mà nó nhìn nó chắc chắn rồi nè. Nhưng mà nó hơi chốc nước sơn nha. Mấy anh nhờ cánh sơn sao mà chốc nước sơn nè. Nè, cái chắn cỏ này thì cô chú không quan trọng nha. Nè, đầu bò chắn kẹp chống quấn cỏ nè. Đầu bò xịn sò luôn. Tưởng nhìn tưởng nó bằng sắt cơ mà. Rồi, bóp vú. Hạ e xuống, lên ga cái, giật. Nồng 30 ly, nhưng mà con này cái tua nó cao lắm cô chú. Tại vì hành trình bê tông của nó cao nè, lốc đứng nè, nó chạy bốc ghê lắm. Nhà cô chú nào có nuôi chừng 20 bò với 1 con đất, chốt con này đi. Bao im luôn, giá siêu rẻ cho cô chú. Rồi, công tắc nằm dưới này nè. Đó, bấm vô là tắt ha. Nằm trên thân máy luôn. Gin của nó là vậy đó cô chú. Nói chung là con nào đẹp là em bán giá theo đẹp. Con này trung bình nghe cô chú. Thường thường con này là giá cỡ 1.6-1.7 triệu. Tum gời á. Con này H2 giao lưu với cô chú 1.3 triệu thôi. Đó, siêu rẻ cho cô chú ha. Nói chung là kênh hôm nay là em quay vô kênh mới nên giá em để rất là rẻ cho cô chú luôn. Rồi, con này là ký hiệu là H3 đến từ thương hiệu Magu Yama, 20cc nòng 30 ly. Còn siêu đẹp nghe cô chú. Lốc đẹp nè, bô đẹp nè, chế qua mờ gồ, siêu tiết kiệm xăng, lốc dập nổi, mách in da băng chính hãng. Ngoại hình còn quá đẹp, mà có cái bô nó hơi hơi nè, hơi hơi gỉ gỉ đen đen nè. Cái này thì không có gì hết nghe cô chú, không có bị gì hết. Cô chú mà không quan trọng ngoại hình, chốt con này đi, rẻ mà lại êm luôn. Nè, hành trình bê tông nó cỡ này nè cô chú. Lốc đứng cao nè. Ha. Đỉnh ngay đỉnh luôn. Cái bu ghi ngay đỉnh luôn. Nè. Nè, ta lái ghim nè, cần ghim nè. Tum gời luôn ha. Đó, đầu bò xịn sò da băng luôn. Đầu bò còn ken saben luôn. Chắn cỏ mới. Ở chắn cỏ ghim lộn. Trời ơi, leo lười là lộn lờ lẻo lưỡi lỡ làm luôn. Lẻo lưỡi. Bóp vú. Nó đè em nó xuống bóp vú. Bóp cho dữ vô. Nó chơi nó giỡn giỡn cô chú nghe, bóp chừng 3-4 cái, 4-5 cái là sẵn lên đây rồi. À, lên ga miếng nè. Bật e, giật một cái. Bật e lên. Yeah.
Cô chú không quan trọng ngoại hình, chốt mấy con này nè, bao im cho cô chú luôn. Con này là đẹp, ken sa ben, có cái bô là hình như bị dính mất nước mưa gì, nó hơi đen đen nè. Ủa trời thiệt. Cái tiếng máy của nó, cô chú nghe đi, chứ hợ lại nghe đi. Không khác tiếng máy mới luôn á, cô chú nghe tiếng nè. Công tắc nằm đây. Rồi, con H3. H3 em giao lưu với cô chú giá 1.400.000 thôi. Đó. Siêu giảm giá cho cô chú em. Rồi, kế tiếp là H4. H4 là đến từ thương hiệu cũng là Maguyama. Con này là 26cc nha cô chú. Nồng nó 34 ly Maguyama nè. Đó, chế qua mà gò máy lớn mà chế qua mà gò ha. Siêu tiết kiệm xăng nè, lốc có dập nổi, mít in da băng chính hãng của Nhật ngay đây. Đó. Thấy không hiểu? Đây là. Đó, ngoại hình thì còn quá mới, quá đẹp luôn nghe cô chú. Nè. Ken sa ben luôn. Đây, thì cô chú mua máy bên em, cô chú cứ an tâm, em quay chi tiết lắm. Nè, ốc nè. Đẹp từng con ốc luôn. Ốc như ốc mới vậy cô chú. Này là cô chú chốt con máy này cũng như là mua máy thùng vậy đó. Nè, bô đẹp nè. Ngoại hình còn đẹp len keng luôn. Trời ơi, máy này cũng như máy trong thùng đem ra vậy. Nè, còn đẹp len keng luôn. Hàng Nhật bãi mà đẹp cỡ này thì cô chú cứ an tâm mà sử dụng ha. À, ga bóp xịn sò luôn nè. Nè, đầu bò chấn kẹp là chống quấn cỏ ghim luôn nè. Chính hãng luôn. Ờ, à, thấy chữ gì không hiểu. Nè, rõ nè. Chấn cỏ ghim. Ghim. Con này là 100% ghim nghe cô chú. Con này đẹp trên 90%. Bóp vút. Ha e, bóp ra. Giật cái. Bật e lên. Đó, cô chú nhớ giùm em, mình giật một cái e mình còn đóng là cái máy lúc nào cũng vậy, nó phải tắt một cái, mình bật e lên ha. Chứ cô chú không biết á, mình giật cái nghe nó chạy rồi, tưởng đâu là nó gần chạy, giật cái giật chút rồi ngộp xăng hết chạy luôn. Nhớ là phải bật cái e lên rồi giật cái nữa mới chạy ha. À, chạy nè cô chú, không khác tiếng máy mới luôn ha. Quá rồi, công tắc thì nằm phía sau máy. Đó, anh bấm vô là tắt liền ha. Ngoại hình con này còn quá đẹp cô chú ơi, chốt con này đi. Bao im bao bền luôn. Nồng 34 ly. Nhà nhiều đất nhiều bò này, chốt con này ha. H4. Giao lưu với cô chú giá 2.200.000. Bao ship tới nhà tặng đủ đồ luôn. Rồi, kế tiếp là đến từ thương hiệu là Honda. Lâu lắm mới được một con Honda bán cô chú ơi. Honda này là thương hiệu của hàng của Đức đó cô chú. Honda của Đức. UMK 26. Ngoại hình con này thì nói chung là hàng Đức mà nhập về tới Nhật, Nhật xài rồi qua tới mình thì nó không còn đẹp đâu nghe cô chú. Ngoại hình trung bình thôi, không bao giờ đẹp được. Con này nếu mà ngoại hình đẹp như con hồi nãy là giá nó tầm chắc cỡ 3 triệu á. Nhưng mà con này là giao lưu cho cô chú giá mềm, tùm gời ha. Honda nè. Nhưng mà máy thì em sẽ bao ghim cho cô chú nha. Đây, ga nằm đây. Ga ngắn nằm đây. À, cô chú nhà có vườn trái cây cỡ 100 công đất vườn trái cây thì chốt con này đi. Con này thì bao mạnh này. À, con cái này thì em gắn thêm nữa ha. Con ga nó nằm đây nè. Ghim của nó là nằm đây nè. Con này là dành cho vườn trái cây. Đó, đầu bò của nó là lớn, chống bấn cỏ lớn ha. Cái chắn cỏ nó bằng sắt nha cô chú. Bằng sắt nha. Nó dày một cái là khủng khiếp rồi. Con này xài mà chừng nào mà cái máy dột bỏ chắc cũng cái này cũng còn nè. Tùm gời ha. Rồi bóp vút. Bật e. Lên ra. Đó. Chạy cái e rồi ha. Bật e liền.
dữ dằn. Con này cô chú nhà có 100 công đất hay là nói chung là nhiêu cũng bao được hết trơn á. Quên không, em quên hướng dẫn cô chú nè. Cô chú pha xăng nhớt chạy sao mà khói nó ra phớt phớt vậy đó em. Chứ mà xài mà máy hai thì mà không ra nhớt mà tưởng đâu là máy em, là không phải máy em nha. Nó hư hay gì là hãy là quên pha nhớt á. Rồi công tắc nằm trên tay lái. Con này cô chú chốt đi. Tuy nó hơi, cô chú nào không quan trọng ngoại hình mà nhà có nhiều đất thì chốt ha. Giá rẻ mà lại xài im nè. Hả? 5. Giao lưu với cô chú giá 2 triệu thôi. Đó, đúng nếu mà máy đẹp như máy kia là từ trên 3 triệu đó. Rồi, kế tiếp là con H6 đến từ thương hiệu Qrip. Đó, con này là cũng 26 nhưng mà nòng của nó, con này nếu mà theo em biết là nòng nó tới 36 ly đó cô chú. Nè 260 ha, nhưng mà thương hiệu Qrip cái nòng nó sẽ bự hơn tất cả các thương hiệu khác. Con này cũng tay lái ngắn nè. Nhưng mà em bán là mình tính theo cái thông số thôi. Nhưng mà em bao nếu mà cô chú gã cái máy ra tới mà hư á, gã ra không phải nòng 35 hoặc 36, em tặng không luôn. Đầu bò chân kẹp là chống quấn cỏ nè. Đầu bò xịn sò luôn ha, bị mắc mưa gì nó lên móc. Chân cỏ mới. Rồi, bóp vô. Bật e lên ra. Con này cho lực lớn nha, thẳng dây là chạy thôi. Đó, bật e. Dạ mang chưa. Con máy lớn nó chạy nè cô chú. Con này cô chú chốt đi. Con này nhà cô chú bao nhiêu con đất em cũng bao nè. Nhưng mà con này là em nghĩ là nồng nó từ 35-36 nha. Dữ trời lắm cô chú ơi. Nè, nó sử dụng bình ga đốt. Nó bình xăng đốt ha. Nó xài như xe máy mình vậy đó. Nói cô chú chốt con này đi, em bao im luôn. Tắt máy nè. Nhưng mà giao lưu với cô chú giá nó là bằng nòng 34 thôi. Nhưng mà tại vì mình theo thông số đây. H6 giao lưu với cô chú giá 2.2 triệu thôi. Rồi, con cuối cùng là một con hàng khủng long bảo chúa. Đây, thương hiệu Robin nghe cô chú. Con này thì nói chung là chắc hồi xưa giờ chắc cô chú nào cũng chưa từng thấy nó đâu. Nó là theo em đoán nó là nòng tới từ 38, em bao từ 38 cho lên ha. Nhưng mà em nghe cái tiếng nó chắc có thể là trên 40. Nhưng mà mình chỉ bao là bao chắc ăn đây. Máy thì green nguyên con nghe cô chú. Chưa có đụng địa một bất cứ một con ốc nào hết. Đây, hàng khủng long bảo chúa. Sử dụng bình xăng nè. Bình xăng này bình xăng đốt nha. Đây, cần nó là cần xoay. Nó sử dụng được một cái ổ cước Nhật Bản. Đó, cái đầu bò một cái phải nói là bóp tay. Cái cần của nó một cái hết có biết rồi. Nói chung là hàng này thì nó gọi là hàng, không biết hàng gì mà nói nữa, hàng châu bò á. Khủng long bảo chúa. Con này là không cần bóp vú nha. Con này chỉ nó sử dụng như máy xăng mình hồi xưa vậy đó. Nè, đóng e. Bóp ra một cái, mình giật ha. Nó chạy, cô chú nghe nè. Dạ mang. Nè hình như là em mở e hay gì, không biết đóng e, mở e này. Con này chắc em nghĩ nồng chắc trên 40 quá cô chú ơi. Thôi là
chuyện trời đất luôn, dữ trời lắm. Đây đất nè, cô chú chốt con này đi. Cô chú nào mà có đang có dự định mà chế xe đạp ha, hoặc là chế máy chạy dưới sông ha, hoặc là chế cháo cái gì đó, chốt con này đi. Nó chạy một cái em nói như mà khủng long vậy đó. Cái nòng của nó có thể là bự hơn cái nòng xe máy 50 đó. Một, nhìn một cái là khủng khiếp lắm. Nhìn con máy của nó thì đã thiệt. Rồi thì con này nói chung là giao lưu với cô chú giá trung bình thôi. Hát 7 là con cuối cùng. Giao lưu với cô chú giá 2,5 triệu thôi. Đó. Nhìn là cô chú như khủng long, nhìn đã dữ trời lắm. Con này là để dành vừa chơi mà vừa sưu tầm luôn. Rồi thì cuối clip thì em xin chân thành cảm ơn cô chú em. Cảm ơn cô chú đã dành tình cảm tới mình Kiệt hay cô chú. Cô chú xem clip thì nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh, nhớ cho em xin một cái quả chuông á cô chú, để chia sẻ cho bạn bè anh em biết ha. Rồi xin chân thành cảm ơn cô chú.